xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do là thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường à cũng như từ đó chúng ta sẽ đưa ra nhận định cho thị trường ở trong những phiên tới anh chị hiện tại đang xem video của em à nếu mà thấy video của em hữu ích thì đừng quên à bấm like video này À, subscribe kênh đăng ký kênh á chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất à, về video của em hàng ngày. Ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là zalo cũng như là số điện thoại. À, thì nếu chị nào hiện tại đang có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại BBS, à, có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư à, về điểm mua điểm bán cũng như là về cơ cấu danh mục. À, nếu chị đã có tài khoản ở BBS rồi thì có thể chuyển cái tài khoản đó, à, cái ID người quản lý à, sang em hỗ trợ ha. Rồi, ngoài ra thì ở phía trên đây cũng có để cái đường link nhóm Zalo cộng đồng. Anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia vào cái nhóm Zalo cộng đồng của em ha để trao đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong nhóm cộng đồng. À, cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian của mình để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của phiên ngày hôm nay trước. À, phiên ngày hôm nay tiếp tục là một phiên có sự đối lập rất là lớn về dòng tiền. À, nếu chúng ta nhìn thị trường mình cũng thấy được rất rõ rồi à, thị trường chúng ta đóng cửa mức là 1.154,7 điểm tương đương với mức giảm là 0,65% à, thì xét về cái diễn biến dòng tiền mình thấy được là ngày hôm nay bên trong thị trường chúng ta có 132 mã tăng À, so với lại là 380 mã giảm à, nên nếu xét về mặt danh mục thì rõ ràng ngày hôm nay hầu hết danh mục của anh chị sẽ là giảm điểm à, nhưng nếu nói về riêng ở trong Vin30 hoặc là nói về các nhóm ngành thôi thì dòng tiền ngày hôm nay vẫn chỉ tập trung chính vào cái nhóm cổ phiếu ngân hàng Anh à, chị thấy được ở trong Vin30 này những cổ phiếu xanh ngày hôm nay tất cả hầu như là cổ phiếu ngân hàng À, MB này, ACB này, SHB, Công Thương, Techcom, STB, HDBank, Bank. tất cả cổ phiếu xanh điểm ngày hôm nay trong VN30 đều là nhóm ngân hàng. Nhưng ngược lại áp lực bán tập trung nhiều vào các cái nhóm ngành, à, hầu hết những nhóm ngành luôn, à, thậm chí cả thép, cả bất động sản, cả chứng khoán à, đều chịu cáp lời chút lời. À, nó khiến cho Ngày hôm nay cái nhóm VN Mid Cap và VN Small Cap á, nó giảm đâu đó khoảng tầm là 1,1% và 1,42% Tức là các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ ngày hôm nay, cái chỉ số nó giảm hơn 1%, hầu hết cổ phiếu đều giảm hơn 1% Trong khi đó VN30 chỉ tăng nhẹ là 0,01% Tức là cái sự đối lập hoàn toàn đã diễn ra giữa nhóm VN30 là cái nhóm vốn hóa lớn được sự bổ trợ của nhóm ngân hàng Và những cái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, uh, Mid Cap và Small Cap ngày hôm nay À thì mình thấy được cái điều đó. À, về thanh khoản ngày hôm nay cũng tăng cao hơn so với lại những phiên trước à, khi mà nó đạt cái mức là 22.000 tỷ đồng. À, và với cái mức thanh khoản này nó cho thấy được lực cung ngày hôm nay nó có sự gia tăng. À, và lượng cung ngày hôm nay nó cũng áp đảo hoàn toàn đối với lại những nhóm vô hóa vừa và nhỏ. À, tức là nó cho thấy được là cái lực bán sau một thời gian dài à, đi ngang bốn phiên. À, chúng ta liên tục có những cái đu đuôi nến ở phía trên cho thấy là cái nỗ lực vượt qua cái mốc 1.160 nó vẫn không thành công. À, tức là cầu nó có nỗ lực nó rướng lên à, nó vượt lên cái mốc kháng cự phía trên đó nhưng mà cái lượng cung ở phía trên nó cũng rất là dày à, và nó bán người trở lại thì sau một thời gian dài đi ngang tức là anh chị hình dung là cái volume nó vẫn lớn ngày hôm qua em có nói à, khi mà chúng ta đi ngang với lại cái volume lớn đó, thì tức là đồng nghĩa là cái lượng cung nó vẫn lớn à, nó chưa tích lũy lại và nó chưa hấp thụ là hết cái lượng cung đó à, thì bắt đầu cái lượng cung nó thiếu kiên nhẫn bán ra trong phiên ngày hôm nay à, vào buổi sáng à, với một cái rumor à, được lan truyền ở rất là nhiều những cái zalo À, và nó khiến cho cái lực bán nó gia tăng rất là nhanh à, và chúng ta sẽ bóc tách kỹ hơn cái nhịp giảm ngày hôm nay để cho chúng ta hiểu được cái bản chất của phiên giảm ngày hôm nay là như thế nào à, từ đó chúng ta cũng sẽ cùng lưu ý ở trong giai đoạn tới ha muốn hiểu rõ về cái phiên giảm điểm ngày hôm nay đầu tiên chúng ta phải nhìn về cái đồ thị 5 phút đi đang chỉ thấy được thị trường chúng ta mở cửa ra là một cái gap down. À, mở cửa ra một cái gap down từ 1162 về 1159. À, và giảm một mạch trong một cái nến 5 phút từ 1159 về giá thấp nhất là 1149 tức là 10 điểm trong vòng 5 phút đầu tiên mở cửa của ngày hôm nay là 9 giờ 15 đó sau đó 5 phút tiếp theo thị trường giảm tiếp từ 1149 à, về cái mức thấp nhất là 1147 sau đó chúng ta tạo đáy và bật lên cho đến cuối phiên chiều thì cái đặc trưng ở đây là gì là anh chị thấy được là chỉ trong vòng 5 phút mở cửa từ 9 giờ 15 tới 9h20 À, và 5 phút sau đó thôi thì kết hợp lại chúng ta đã có một cái nến giảm à, đâu đó khoảng tầm là, là hơn 10 điểm. Hơn 10 điểm. À, chính xác là nếu mà giảm từ 1159 mà về 1147 à, là 12 điểm chỉ trong vòng 10 phút hai cái nến này. Thì cái việc mà thị trường nó giảm nhanh như vậy trong một thời gian ngắn à, nó đồng nghĩa với việc đó chính là khi mà cái lượng cung nó gia tăng lên do cái thông tin cái rumor nó kích hoạt cái lực bán đó. À, cái lượng bán này nó có thể xuất phát từ những cái nhà đầu tư cá nhân à, đầu cơ À, bán ra sau một thời gian dài thấy thị trường linh sinh thiếu kiên nhẫn, à, đặc biệt là khi mà thị trường mở gap down. À, cũng xuất phát từ cái rumor, tức là những cái nhà đầu tư cá nhân người ta lo ngại cái rumor có thể tác động đến cái thông tin à, đến cái diễn biến cung cầu của thị trường ở trong ngắn hạn à, về mặt tâm lý. À, nên nó bị bán xuống. Nhưng mà cái cách mà nó rơi nhanh như vậy nó cho thấy rằng là hầu như các cổ phiếu bên trong thị trường, ở đây cụ thể là các cổ phiếu cáp và small cap á hầu hầu như không có lót lệnh mua ở phía dưới quá lớn, không có lót lệnh mua ở phía dưới quá lớn. À, tức là họ cho thấy rằng là họ không có sự chủ động hấp thụ lại cái lượng cung bán ra này à, đồng nghĩa là có thể đối với lại nhóm miếng cáp và small cap nó vẫn chưa chịu gom lại hàng bán ra từ nhà tới cá nhân à, đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng cần lưu ý là bởi vì nếu hầu như các cổ phiếu miếng cáp và small cap vẫn chưa chấp nhận hấp thụ lại cung ở cái vùng này thì điều này đồng nghĩa là các nhóm này có khả năng sẽ điều chỉnh tiếp ở trong những phiên tới là bởi vì họ chưa chấp nhận hấp thụ là cái lượng cung bán ra ngày hôm nay mặc dù là cuối ngày cũng đã có lực cầu tham gia ở trong phiên cũng đã có lực cầu tham gia trở lại rồi nhưng mà rõ ràng cái cách mà nó rơi ở giai đoạn đầu ngày nó đã cho mình thấy được cái việc là nó thực sự không quá chấp nhận à, mua lại cái lượng cung bán ra ở lanh quanh cái vùng này mà có thể nó là đòi hỏi một cái mức chiết khấu sâu hơn à, của thị trường ở trong những phiên tới à, thì cuối phiên thị trường chúng ta đóng cửa được ở mức là 1.154 cái mức giảm của thị trường thì cũng không phải là quá lớn à, chỉ giảm có 7 điểm hơn thôi À, nhưng mà cái mức giảm đi kèm thanh khoản ngày hôm nay à, nó cho thấy rằng là cái lượng cung nó bán ra cũng khá là quyết liệt à, khá là quyết liệt mặc dù là tâm lý chung của nhà đầu tư ngày hôm nay khi mà nhóm ngân hàng tăng lên thì nó cũng đã tích cực hơn rất là nhiều trong phiên có những thời điểm thì đường nó chạm về được sát cái mức thanh chiếu à, gần như là hấp tụ là hoàn toàn cái nhịp giảm buổi sáng à, nhưng mà sau đó thì nó cũng bị bán người trở lại à, là cái lượng cung này nó nhìn chung là cá nhân đánh giá cái lượng cung này khả năng nó bật sẽ duy trì ở trong những phiên tới À, mặc dù là chúng ta cũng đang có lượng cầu hấp thụ rất là tốt ở trong phiên ngày hôm nay à, giúp cho thị trường tạo được một cái nến rút chân à, trên 1 phần hai thân nến thì nếu mà xét thì đó là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy được sau cái nến giảm ngày hôm nay đó chính là cái việc hầu như các cổ phiếu mỹ cap và small cap, nó chưa chấp nhận hấp thụ là cái cung bán ra ở cái vùng này và có thể nó đang đòi hỏi một cái mức chiết khấu sâu hơn à, nên trong ngắn hạn ở trong vài phiên tới có thể là cái lực cung nó vẫn sẽ gia tăng nên chị nào mà đang cầm cái nhóm này chị cũng sẽ lưu ý à, mình nếu có mua mới hay là mua thêm à, thì cũng sẽ chưa có vội bắt sớm đối với các nhóm cổ phiếu này À, còn đối với lại nhóm ngân hàng à, thì rõ ràng nếu anh chị nào mà xem kênh của em nhiều thì anh chị cũng sẽ không có sự bận tâm quá nhiều đối với nhóm này là bởi vì hầu hết các cổ phiếu nhóm này đều đang tăng ở cái nhiều số 1. À, công thương cũng đang ở nhiều số 1 mà băng này, rồi à, Techcombank vân vân đa phần đều tăng ở nhiều số 1. À, thì cái việc mà hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều đang tăng ở nhiều số 1 nó đồng nghĩa với việc là nếu mà nhóm này nó có bị chốt À, nó có bị chốt lời xuống đi giảm tầm 5% phần trăm, phần trăm đi, thì cái lượng tiền đứng ngoài, cái lượng cầu đứng ngoài nó cũng sẽ sẵn sàng tham gia giúp cho cổ phiếu nó quay về nó test lại cái đỉnh cũ một lần nữa. đó lý do vì sao mà như anh chị nào mà cầm nhóm ngân hàng đoạn rồi thì hầu như không cần quá lo lắng về những cái nhịp chốt đầu tiên này. cho đến khi nào mà nó chốt test phe cái đỉnh số 1 hai lần á, tức là test lại cái đỉnh cũ hai lần bị thất bại, thì khi đó chúng ta mới cần lưu ý tới cái việc là khả năng đảo chiều của nó. À, còn nếu nó vẫn đang ở nhiều số một, nó vẫn đang tăng kiểu như thế này thì rõ ràng là cái rủi ro đảo chiều của nó gần như là không cao. À, rất ít trường hợp cái cổ phiếu mà nó giảm diện chứ À, giảm gọi là gãy luôn hình cây thông á. Chỉ có những cổ phiếu mang tính đầu cơ bo cung á, những cổ phiếu mà có thông tin đội lái các kiểu á, thì có thể những cổ phiếu đó có cái dạng cây thông. chứ hầu hết những cổ phiếu mà cung cầu tự nhiên à, và mang tính gọi là vốn hóa lớn á, đại diện cho cái cung cầu thị trường á, thì hầu hết những cổ phiếu đó đều ít nhất là rơi là hai đỉnh hoặc là ba đỉnh, ít nhất là hai đỉnh. Ê, nên từ cái đó chúng ta có thể tự tin để chúng ta nắm giữ tới các cổ phiếu ngân hàng là như vậy Ê, thì ngài em trước cũng nói cái vấn đề này nhiều lần rồi nên ngày hôm nay, nay chị thấy ngay là tức khi cái lượng cung bán ra thì nó cũng đã hấp thụ trở lại và nó giúp cho nhóm ngân hàng bật lại rất là nhanh à, nên trong phiên ngày hôm nay nhóm ngân hàng vẫn là điểm sáng à, thu hút cái dòng tiền tham gia của thị trường à, và tạo được cái động lực bởi vì nếu ngày hôm nay không có sự tham gia của nhóm ngân hàng thì chắc chắn là cái chỉ số chúng ta cũng sẽ giảm sâu hơn rất là nhiều à, khi mà mid cá và small cap giảm hơn một thì chắc chắn cái mức giảm của thị trường nó cũng phải hơn một à, rồi ha thì uh, bây giờ mình sẽ nói về đó là về cái hiện tượng mình nhìn thấy được ở trong phiên ngày hôm nay sau cái nhịp giảm điểm uh, mình sẽ nói về cái nến giảm ngày hôm nay cái nến giảm ngày hôm nay chúng ta là một cái nến rút chân đuôi dưới kèm volume to thì uh, đối với những cái nến rút chân kiểu này thì anh chị nào mà xem kênh của em nhiều thì anh chị cũng sẽ biết được là cái điều tiên quyết của cái nến tiếp theo là gì là một phiên tiếp diễn cái đà tăng là một phiên tiếp diễn cái lượng cầu bởi vì ngày hôm nay đã có sự tham gia của cầu. Khi mà chỉ số rơi về cái mức thấp nhất là 1147 tức là cầu nó chực chờ tham gia ở phía dưới. Thì cái lượng cầu này phải tiếp diễn trong phiên ngày mai để thể hiện sức mạnh của nó. À, và nó đưa chỉ số quay về test lại cái đỉnh phía trên 1160 một lần nữa, tức là đó là kịch bản đẹp nhất cho thị trường ở trong phiên ngày mai. À, cái lượng cầu chủ động tiếp tục tham gia từ đầu ngày. À, không có quay về cái vùng giá đỏ quá lâu không có tạo điểm mua giá rẻ giúp cho Vindex quay về lại 1.160 kiểm tra là cái vùng kháng cự ở phía trên đó à, nếu mà test lại fail cái vùng kháng cự trên đó thì buộc chúng ta cần thêm một cái nhịp bán về lại 1.140 một lần nữa à, nó cho thấy rằng cầu chưa đủ để ăn được cái lượng cung ở 1.160 thì buộc phải lui thôi à, đây là quy tắc về cung cầu thôi khi mà cầu nó không áp đảo được cái cung giá cao thì buộc nó phải lui về nó tìm kiếm cái lượng cầu ở vùng giá thấp hơn à, khi đó là những cái vùng giá mà đầu tư cá nhân sẵn sàng giải ngân nhiều hơn À, để hấp thụ là cái lượng cung bán ra và từ đó chúng ta mới có thể chinh phục được những cái vùng kháng cự dày như là 1160 là chính xác là cái gáp 1155 cho tới 1160 đấy thì đó là cái diễn biến ngày mai và chúng ta cần lưu ý chúng ta cần sự tiếp diễn à, cái sự chủ động của cầu ở trong phiên ngày mai à, nhưng mà trong bối cảnh nếu mà ngày mai giá lại chỉ số lại quay về đỏ ngay từ đầu ngày hay thậm chí là trong phiên liên tục giàn co ở vùng giá thấp à, thì đó là một cái hiện tượng xấu hơn đó chính là hiện tượng tạo điểm mua giá rẻ của các cổ phiếu bên trong thị trường ngày hôm trước em từng lấy ví dụ cho anh chị về một cổ phiếu ví dụ như con DSG anh chị nhớ không em có nói với anh chị là sao cây nến rút chân ở ngày hôm 10 tháng 1 của DGR thì nó phải xanh tiếp ở trong phiên ngày mai, nó phải xanh tiếp ở trong phiên ngày mai. Là bởi vì nó là một cái nến rút chân đuôi rất là dài, cái giá thấp nhất là giá 19, cái giá đóng cửa của nó ngày đó là 19 năm, nó bật được hơn 1/2 thân nến. À, nhưng mà ngày hôm sau đó là một cây nến đỏ, tức là nó phủ nhận lại cái rút chân, tức là phủ nhận lại cái 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 phiên rút chân trước đó. À, thì em có nói với nhiều anh chị khách hàng, thật ra chính xác là cây này luôn nè, à, và sau đó là một cây đỏ thì có anh chị khách hàng hỏi em về việc là đến giờ nó sẽ như thế nào thì em cũng nói luôn là với cái việc mà nó không tiếp tục thể được sức mạnh sau một cái nó rút dân này thì khả năng rất cao nó sẽ còn ép bán tiếp hay thì anh chị thấy được ngày hôm nay nó vẫn ép bán tiếp xuống và cái mức thấp nhất ngày hôm nay trong phiên nó chạm về là giá tầm gần sát 19 năm à, gần sát 18 năm à, cái mức mà em kỳ vọng là cũng lên quanh 18 năm đấy đấy đó là một cái ví dụ của việc tạo điểm mua giá rẻ và nó có những cái nỗ lực nó có lượng cầu tham gia vào nhưng cái lượng cầu đó lại không muốn mua lên cao mà thông thường chỉ mua ở vùng thấp À, và nó lại không thể hiện được sức mạnh tiếp diện của nó mặc dù nó đã rất là nỗ lực trong phiên ngày hôm đó đúng không ví dụ như ngày hôm nay ngày hôm, cái ngày hôm 10 tháng 1 nó đã rất nỗ lực để giữ được cái nút chân như thế này đóng cửa được chơi một phần hai thân nến thì tại sao ngày hôm sau nó không tiếp diện cái đà tăng đó mà nó lại bị bán xuống tiếp hay thậm chí là nó còn neo cái vùng giá thấp để cho nhà đầu tư cá nhân có điểm mua à, đó là cái cách trình đó là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra thì thường sau những cái chuỗi nỗ lực như vậy thì nó sẽ bị bán tiếp ở giai đoạn sau đó. Bây giờ đây anh chị thấy cũng vậy nè đây sau những cái nỗ lực như vậy à, sau những cái nỗ lực bị bán xuống nó có cái lượng cầu tham gia vào thì ngày hôm sau là một cái nến đỏ thì thường nó sẽ bị bán tiếp ở giai đoạn sau đó à, để tìm về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn à, thì cái ví dụ của DG nó sẽ là ví dụ cho thị trường ở cây nến ngày hôm nay à, chúng ta có một cây nến volume to volume cao à, và bị bán xuống thì với một cây nến này thì chúng ta cần cái sự tiếp diễn cái sự nỗ lực tiếp theo của cầu à, để chủ động hấp tụ là cái lượng cung bán ra và không có tạo điểm mua giá rẻ nhiều ở trong phiên ngày mai nếu mà ngày mai chúng ta vẫn quay về cái vùng thấp hoặc là chúng ta giữ đỏ lâu ở trong phiên đồng nghĩa là chúng ta tạo điểm mua giá rẻ thì khi đó có thể thị trường sẽ buộc cần phải quay về lại cái mốc 1140 một lần nữa thậm chí là cả sâu hơn là cái nền cũ cái đỉnh cũ phía dưới này à, là 1130 à, thì anh chị nào mà đang cầm chú ý cho em cái đó về cái diễn biến vận động trong phiên ngày mai nó khá là quan trọng đó à, còn các cổ phiếu bên trong thị trường thì hiện tại có hai thái cực hoàn toàn khác nhau hai thái cực đã tách biệt cho nó hoàn toàn khác nhau và chúng ta phân tích ở xuyên suốt ở những cái ngày vừa qua thì chúng ta cũng phân tích theo hai cái thái cực đó với cái thái cực đầu tiên là nhóm ngân hàng vẫn là nhóm leader là cái nhóm hút tiền chính của thị trường thì đối với nhóm này hiện tại nó đang ở cái nhịp tăng số 1 của nó nè à. Tôi đang tăng ở cái nhiều số 1 phải đông nghĩa là giai đoạn này như em nói rồi nếu nó có bị chốt xuống thì nó cũng sẽ có lượng cầu đứng ngoài chấp nhận tham gia vào thì đối với nhóm này nếu anh chị nào mà đang cầm hàng thì có thể tự tin để mình nắm giữ tiếp à, và chú ý những cái vùng kháng cự phía trên này của nó ví dụ như đối với lại công thương thì cái vùng kháng cự kế tiếp của nó mà dày á, là quanh cái khoảng tầm giá 33.5 cho tới 34 à, đó là cái vùng kháng cự dày kế tiếp của công thương còn hiện tại cái vùng này thì cái lượng cung nó cũng sẽ không phải là quá lớn à, tuy nhiên đối với lại công thương hay là những cổ phiếu ngân hàng khác nói chung à, thì giai đoạn này như em nói rồi nếu mà có sẵn hàng thì mình cứ cầm tiếp À, và mình có thể kéo cái chặn lãi lên cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó là giá 30 nè ở phía dưới nè à, và đối với là điểm mua mới thì sẽ ưu tiên mua mới khi nào à, khi mà nó bị chốt nhiều số 1 ví dụ bây giờ nếu anh chị nào mà chưa vào hàng hoặc là đang có nhu cầu mua thêm nếu mà đang sẵn hàng rồi thì khi nào mà nó xuất hiện những cái nhịp chốt như thế này nè ví dụ đang tăng rất là tốt ở nhiều số một bị chốt xuống à, thì có thể hoàn toàn canh tham gia mua thêm ví dụ như ở đây là đang tăng tốt ở nhiều số một nè bị chốt xuống nè thì giai đoạn sau nó cũng sẽ có nỗ lực để nó quay về nó test lại cái đỉnh cũ lần nữa thì có thể canh những cái nhiều chốt đó để mua thêm hoặc là mua mới à, đối với lại những cổ phiếu như là công thương à, à, thì nó sẽ nỗ lực để nó quay về nó test đỉnh cũ lần nữa thì mình có thể canh mua ở những cái dịp này khi mà có cái mức chiết khấu tầm từ năm năm phần trăm đổ lên à, thường là từ 5 tới mười phần trăm là cái mức chiết khấu hấp dẫn để chúng ta có thể canh mua thêm đối với các cổ phiếu đang có một cái momentum đang có một cái đà tốt như thế này hay à, còn có sẵn hàng được kèm, kèm tiếp thôi mua mới bây giờ thì nó sẽ bị bất thình lình À, nên thường mua mới thì em mới canh là những cái nhịp chỉnh đầu tiên á, thường những cái nhịp chỉnh đầu tiên nó sẽ không có đảo chiều luôn mà nó sẽ có lượng cầu đứng ngoài chấp nhận tham gia vào. Hay là MB cũng vậy ha à, mà em luôn vẽ cái mũi tên này đây em nhắc nhở với mọi người là cứ có hàng cứ tự tin cầm tiếp cho dù nó có bị chốt cái gì đầu tiên thì cũng đừng có lo bởi vì đoạn sau nó cũng sẽ có cầu quay về tham gia giúp cho cổ phiếu nó test lại cái đỉnh cũ thôi rồi đó là cái nhóm đầu tiên là cái nhóm gọi là sức mạnh của thị trường và cái nhóm tạo được cái động lực cho thị trường vượt cái đỉnh vừa rồi và cái nhóm thứ hai là những cái nhóm cổ phiếu micap và small cap thì hiện tại đều đang dàn coi trong cái biên độ cân bằng của nó ví dụ như kiểu con dsg biên độ của nó là khoảng tầm giá 18 tám à, ở dưới này và biên trên là giá tầm 20 mươi thì hiện tại đang có sướng quay về dưới cái biên dưới này để kiểm tra là là cái vùng biên dưới hay là trong giai đoạn vừa rồi là có hoa sen hoa sen cũng như dàng co trong biên độ khoảng tầm giá 20.8 cho tới biên trên là 23 à, hay là chúng ta có hòa phát hòa phát thì trong cái biên độ đâu đó là khoảng tầm giá 26.5 cho tới biên trên là giá tầm 28 đấy thì với những cổ phiếu này nó vẫn là sai quay những cổ phiếu này vẫn sai quay bản chất là vẫn dằn co lên sình trong một cái biên độ thì chúng ta vẫn phải theo cái chiến lược sai quay đây là cứ ưu tiên mua ở bên dưới à, chúng ta cũng không cần quá lo về thị trường bởi vì nếu mà nó có quay về lại biên dưới các cổ phiếu này nó về lại biên dưới thì cũng cứ tự tin mà tham gia đơn giản là bởi vì giai đoạn này thị trường nó đã vượt ra khỏi cái vùng sai quay của nó à, nhưng mà cái vượt qua đó nó chỉ được hỗ trợ từ cái nhóm ngân hàng là chính À, nó không có sự lan tỏa dòng tiền cho các cái nhóm cổ phiếu khác nó khiến cho cái đà tăng nó thường nó sẽ không quá bền anh em mới nói là cái mấu chốt của cái nhịp lần này á, là bản chất là khi mà cái nhóm ngân hàng bị chốt thì tiền nó buộc phải luân chuyển sang những cái nhóm khác như là thép, như là chứng khoán, như là bất động sản thì nó mới tạo được cái tiền đề cho thị trường tăng tiếp ở giai đoạn sau. Ê, còn nếu bây giờ mà ngân hàng bị chốt mà tiền rút ra luôn, thị trường bị dĩnh luôn á, ngân hàng bị chốt xuống một phát, sau đó tàn thị trường bị bán luôn, không có tiền chạy qua nhóm bank, không có không có tiền chạy về chứng, không có tiền chạy về bất động sản hay thép gì hết, thì cái rủi ro khi đó thị trường chúng ta phải quay về lại xe quay là bởi vì các cổ phiếu bên trong thị trường nó vẫn đang là sai quay nó vẫn chưa thoát khỏi cái xu thế sai quay đó à, anh chị biết là cái chỉ số thị trường bản chất nó được tạo nên bởi các cổ phiếu bên trong thị trường Đấy. nên cái mấu chốt ở đây vẫn là vì các cổ phiếu bên trong thị trường nó phải có sự chủ động à, để hấp tụ lại cái lượng cung đó à, và để nó phải vượt thoát ra được khỏi những cái vùng sai quay đó để tạo được cái tiền đề, để tạo được cái động lực cho chỉ số đi xa hơn à, và trước mắt phải vượt được cái cảng trăm 1155, 1160 này ha rồi thì đó là cái diễn biến hiện tại của thị trường thì anh chị cũng lưu ý cho em thì đối với nhau nào đang xa quay thì cứ theo plan xa quay theo chiến lược sao quay mà làm Nhưng hôm nào đã thoát khỏi biên độ xa quay rồi như ngân hàng chẳng hạn vậy thì cứ theo những cái theo cái chiến lược nhiều số 1 của nó nó vẫn đang tăng ở nhiều số 1 thì cứ tự tin mà nắm giữ tiếp à, và mua mới thì vẫn sẽ ưu tiên những cái nhịp bị chốt đầu tiên đó với cái biên độ đủ lớn và nó đủ hấp dẫn à, rồi đó là cái chiến lược chính ở giai đoạn hiện tại mà em cảm thấy là nó phù hợp còn thực ra về những cái rumor những cái thông tin À, mà nó tác động lên thị trường thì anh chị sẽ nhìn giùm em theo góc độ đó chính là cái, cái thông tin đó nó có thực sự ảnh hưởng lên cái triển vọng của doanh nghiệp hay không à, kinh nghiệm của em trên thị trường này á, là có rất nhiều dạng thông tin có rất là nhiều dạng thông tin và nó có thể công bố với một cái hình thức à, rất là tiêu cực À, mà chúng ta nghe vào chúng ta thấy là có thể là nó sẽ rất là tiêu cực và nó khiến cho thị trường bị bán. Nhưng mà cái cuối cùng để chúng ta suy ra được liệu rằng là cái thông tin này nó có phải là thông tin trọng yếu và tác động lên cái giá cổ phiếu một cách lâu dài hay không thì chúng ta chỉ cần suy ngược về lại là gì. Bản chất giá cổ phiếu, cái giá trị của một doanh nghiệp đó chính là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Nó chiết khấu về hiện tại, đó là bản chất về tài chính để chúng ta hiểu thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu anh chị muốn biết là liệu rằng cái thông tin đó nó có phải là một thông tin trọng yếu tác động lên cái giá trị doanh nghiệp về mặt lâu dài hay không thì chúng ta cứ cần suy ngược lại thôi là gì là cái thông tin đó nó có tác động thực sự lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai hay không và là bao lâu ví dụ một thông tin xấu trong ngắn hạn cục bộ tác động một hai tháng hay là một hai năm hay là dài hạn luôn ví dụ có nhiều doanh nghiệp có những cái trường hợp à, nó bị ảnh hưởng về thuế À, nó bị ảnh hưởng về à, gọi là chính sách của quốc gia khác à, khi mà nó xuất khẩu đi không được hưởng lợi không được thuận lợi thì có thể cái ảnh hưởng ảnh hưởng đó nó sẽ khiến cho do doanh nghiệp nó bị giảm lợi nhuận trong vòng 1 đến 2 năm thì từ đó cái giá cầu phiếu chắc chắn là sẽ bị giảm và nó sẽ giảm theo cái hướng đó giảm theo ít nhất là một đến hai năm đó cho đến khi chính sách của quốc gia đó nó thay đổi và tích cực hơn và có lợi hơn cho doanh nghiệp thì tức là chúng ta phải suy luận theo cái hướng đó và bây giờ khi chúng ta nghe bất kỳ một cái thông tin nào ví dụ trong trong quá khứ đã từng có những cái trường hợp thị trường nó rớt vì những thông tin rất là rất là bình thường ví dụ như em nói là có cái thời điểm covid á chỉ cần nghe một vị lãnh đạo của một quốc gia ở đó bị covid thôi à, thì nghe là tức là thị trường chúng ta rơi thì em đó là em nhớ là tổng thống donald trump à, bị covid thì ngày hôm đó chứng khoán mỹ nó giảm việt nam mình cũng giảm theo bán rất là mạnh à, nhưng mà chỉ mất khoảng 3 phiên sau đó thôi thì chúng ta lấy lại hoàn toàn cái nhịp giảm đó thì, thì rõ ràng cái việc mà ông donald trump bị covid nó không thực sự ảnh hưởng trọng yếu lên các doanh nghiệp khác À, trong doanh nghiệp à, trong Việt Nam à, và thậm chí là về cả chính sách của Mỹ nó không thay đổi gì hết à, và nó cũng chưa có một cái gọi là một cái ảnh hưởng nào gọi là quá tiêu cực hết nhưng mà do cái tâm lý người ta bán ra người ta bán cổ phiếu ra người ta bán cho thị trường giảm mà sau đó nó cũng đã nhanh chóng lấy lại cái đà giảm đó mà nó tiếp diễn được cái đà tăng ở giai đoạn sau đó để tức là từ cái cách đó để chúng ta suy luận liệu rằng cái thông tin này nó có phải là một cái thông tin trọng yếu hay không để chúng ta biết được cái ảnh hưởng của nó lên thị trường À, và từ đó chúng ta sẽ có cái quyết định à, mua hay là bán à, đối với lại thị trường chung ha thì cái đó là cái cách kinh nghiệm của em để nhìn nhận một cái thông tin à, khi mà chúng ta tiếp nhận nó chứ không phải là thông tin nào chúng ta thấy là thị trường bị bán tiêu cực thì chúng ta cũng lo à, rồi khi đó thì thị trường nó đang nó nó đang có một bên tâm tốn đi lên nhưng mà chúng ta cứ lo lắng chúng ta cứ mua mua bán bán mà em nói rồi đặc biệt là ở trong cái giai đoạn thị trường xa quay á thời điểm đó mà nếu anh chị cứ mua mua bán bán á, cái hiệu suất của anh chị rất là kém Số là cực kỳ kém luôn mà thêm cả cái thuế phí nữa cái thuế phí nó còn nó còn gọi là gây ảnh hưởng lên cái 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 hiệu suất của mình nữa à nên chúng ta cũng lưu ý cái đó ha rồi đó là với diễn biến của thị trường cũng như là một vài cái lưu ý của em thôi Ê, chứ qua thế giới thì cũng không có quá nhiều biến động tiêu cực ngày hôm qua thì có thông tin về CPI của Mỹ à, CPI của Mỹ ngày hôm qua không đạt được kỳ vọng ha à cao hơn so với lại cái mức dự đoán của chuyên gia thì à, nó mới đặt em một cái câu hỏi rằng là như anh chị rất là quan tâm liệu rằng bây giờ nếu mà CPI tăng lên như vậy thì Fed có giảm lãi suất hay không tức là fed có đảo chiều chính sách tiền tệ hay không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi chắc chắn fed sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ sớm hay muộn thôi là bởi vì chúng ta biết là cái việc đảo chiều chính sách tiền tệ ở đây là để phục hồi cho cái nền kinh tế của mỹ sau một thời gian dài họ neo lãi suất ở mức cao à, những cái quốc gia khu vực châu á như trung quốc hay việt nam hiện tại thì đã neo lãi suất ở mức thấp để phục vụ cho cái việc phục hồi kinh tế rồi bởi vì lạm phát của mình là chấp nhận được và chúng ta kiểm soát tốt cái điều đó còn ở mỹ thì họ bị quan ngại cái vấn đề lạm phát nên họ chưa thực hiện được cái chính sách này nhưng cái việc mà giảm lãi suất là chắc chắn bắt buộc à, chỉ là vấn đề thời điểm à, thì cái dự đoán của nhà đầu tư đó chính là vào tháng 3 2024 à, cái đợt review tháng 1 là sẽ chưa giảm đợt review tháng 3 là sẽ bắt đầu giảm lãi suất và giảm dần cho đến cuối 2024 luôn thì à, hiện tại cái kỳ vọng của nhà đầu tư về cái đó chưa thay đổi bây giờ anh chỉ thấy được là sau cái thông tin ngày hôm qua thì đúng là đã có giảm đi cái kỳ vọng của nhà đầu tư về việc là lãi suất sẽ giảm vào... À, vào giai đoạn cuối tháng 3 2024 nhưng mà nó vẫn ở trên cái mức là 50%, nó vẫn trên 50%. Khi mà không khoảng tầm 66,3% nhà đầu tư cho rằng là lãi suất sẽ giảm vào tháng 3 2024 À và 63% là cho rằng lãi suất sẽ giảm tiếp vào tháng 5 2024. Tức là à nhà đầu tư dự đoán à trong năm 2024 à về cuối năm lãi suất khả năng nó sẽ quay về cái mức là 3.75 tới 4. À thì đây là một trong những cái thể hiện cái kỳ vọng của nhà đầu tư ở trên toàn thị trường thì cái chúng ta có thể tham khảo cái này để đánh giá cũng như là để xem là hiện tại nhà đầu tư ở Mỹ đang nghĩ gì về vấn đề lãi suất nên ngày hôm qua anh chị mới thấy được là cuối ngày mặc dù ở trong phiên có thể bị đi bán nhưng mà cuối ngày thì Dow Jones hay là Nasdaq đều quay về cái mức tham chiếu của nó à, nó cho thấy rằng là nhà đầu tư đã không quá bi quan không quá bị ảnh hưởng bởi cái thông tin uh, CPI tăng so với kỳ vọng này rồi hay thì đó là cái mà chúng ta cũng sẽ cần đánh giá rất là kỹ. À, để tránh cái trường hợp là chúng ta cũng sẽ nghe tin là chúng ta hành động theo, à, chúng ta phải xem cái cách mà nó phải ứng, cũng như là cái, cái cái gọi là cái kỳ vọng thực tế của nhà đầu tư ở bên đó. À, tất nhiên chúng ta vẫn cho rằng cái việc mà Mỹ tăng, à, chứng khoán Mỹ tăng, chứng khoán châu Âu tăng vẫn sẽ là một cái động lực về trung và dài hạn cho chứng khoán Việt Nam chúng ta à, sau một thời gian dài chúng ta nén rất là lâu. À, thì nó vẫn sẽ là một cái động lực lớn để giúp cho chung ấy việt nam có thể tăng được xa hơn ở giai đoạn sau đó à, là bởi vì với cái mức tăng hiện tại của chung ấy thế giới thì rõ ràng là nó vẫn đang hơn rất nhiều so với lại việt nam mình sao có đoạn điều chỉnh vừa rồi cái đoạn điều chỉnh là tháng 7 tháng 8 là mình chỉnh chung với thế giới nhưng mà nó tăng thì nó tăng là sớm hơn à, và nó đã quay về phá luôn cái đỉnh cũ của giai đoạn tháng 7 tháng tám rồi rồi ha à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá phân tích về những cổ phiếu một vài nhóm ngành ở trong phiên ngày hôm nay à, để chúng ta hình dung rõ hơn về cứu tố dòng tiền của nó À, đầu tiên là mình sẽ nói về ngân hàng trước ngân hàng thì ngày hôm nay có uh, sức mạnh à, là Mb à, tiếp tục cái phiên tăng à, cái đà tăng của nó với volume nó cũng tăng cao ha volume ngày hôm nay tăng gấp đôi trung bình so với những phiên trước và nó cao gần như là bằng cái phiên uh, cao trào ngày hôm 4 tháng 1 là cái phiên đầu năm ấy. thì à, đối với lại con Bank hiện tại thì cái vùng kháng cự gần nhất của nó phía trên này là quanh cái mức cái đâu đó khoảng tầm giá chính xác cái giá là khoảng tầm 22 đổ lên là cái vùng kháng cự dày của nó à, nên từ 21.x lên 22 thì em nghĩ là khả năng nó cũng sẽ không gặp quá nhiều cản trở À, đối với lại thị trường chung à, hiện tại thì volume nó tăng cao ngày hôm nay kèm đuôi nến trên thì chúng ta cũng sẽ chú ý trong trường hợp nếu phiên ngày mai nó quay về giá đỏ và dưới 21 mươi thì có thể là cái lượng cung nó sẽ gia tăng nhiều hơn khi mà hẹn về do cái lượng volume nó khá là lớn à, thì ngắn hạn đối với em rồi mình cứ follow tiếp cái diễn biến của cổ phiếu ngân hàng hiện tại thôi do nó vẫn chưa có một cái đe dọa nào về cái cái nhịp điều chỉnh đầu tiên hết à, nó vẫn cho thấy sức mạnh của nó thì mình cứ cầm tiếp à, đối với nhóm cổ phiếu này à, còn khi nào mà nó có nhiều chiếc khấu khi nào mà nó có nhịp chốt xuống từ năm tới phần trăm đủ lên đến năm tới mười phần trăm ấy À, thì khi đó mình có thể canh để mua thêm được đối với lại nhóm cổ phiếu này không? à, đó là với MB nè Esim Bank thì sau phiên tăng ngày hôm qua thì nó cũng cho thấy rằng là cái lượng cung ở trên rất là dày à, đối với lại Esim thì em nói với anh chị cũng nhiều rồi à, cổ phiếu này đặc trưng là bởi vì do cái lượng kẹp hàng trước đó lớn cái lượng kẹp hàng là những cái đến này nè khi mà nó ra những cái thông tin là bán cổ phiếu quỹ trên giá 20 mươi lúc đó rất là nhiều nhà tư cá nhân đu mua vào nên cái lượng cung đeo bám nó cũng sẽ nhiều hơn thì cái quá trình đi lên của Esim nghĩa nghĩ là sẽ chậm hơn so với những ông khác là do bởi vì trước đó ông đã dụ được khá nhiều nhà từ cá nhân mua ở vùng đó rồi nên cái lượng cung đeo bám cũng sẽ nhiều hơn rất là nhiều SHB tiếp tục hấp thụ cái lượng cung lên quanh ngưỡng tầm 20 và với cái nến tăng ngày hôm nay thì có thể xem như nó lắp lại được hoàn toàn cái gáp mở ra lên quanh ngưỡng tầm 12, 12.1 rồi à, trước mắt thì có thể là SHB nó sẽ có thể lình xình sai quay lại lên quanh, quanh đây nhưng mà cái mốc 12 bây giờ sẽ là một cái vùng hỗ trợ của nó à, sẽ là cái vùng hỗ trợ của nó nên nếu như trong những phiên tới mà nó có bị chốt xuống về quanh cái vùng 12 này thì nó cũng sẽ là cái vùng cầu À, để đợi giá trẻ thắt anh nếu chị nào mà đang cầm hàng mà đầu cơ thì có thể canh mình kéo cái chặn lại lên quanh 12 luôn cũng được à, rồi đó với lại STB ngày hôm nay tăng tiếp khá là khỏe STB thì kể từ sau khi nó mở cái gap ốc ở đây nè cái nến ngày hôm năm tháng 1 thì ngày hôm nay nó vẫn neo tốt và hầu như chưa lắp lại gáp đó là một cái dấu hiệu tốt nha cho thấy rằng là cái lượng cầu ở đây chấp nhận hấp thụ lại cái lượng cung ở giá cao ấy và cái vùng kháng cự 30 này cũng là cái vùng kháng cự dày của nó à, nên trước mắt nếu chị nào mà cầm thì có thể canh nhưng mà giá nó vượt lên trên 30 thì có thể canh mua thêm được à, lẽ à, và chủ động là kéo cái chặn lại luôn cái gáp 29 này miễn sao nó vẫn neo trên gáp nó không lắp lại gáp là khỏe rồi để tất cả thì sau khi bị chốt có một dịp thôi mới chốt từ 34 x về lại cái giá thấp nhất là 33.5 thì ngày hôm trước em cũng nói luôn là đây tất cả sẽ về là 33.5 test gáp nè anh chị nhau em còn vẽ cái hình đỏ đỏ đây nè để đỏ này Đấy, thì ngày hôm nay nó chạm đúng về 3.5 nó bật lên. À, nó chạm đúng như 3.5 nó bật lên và nó quay về cái đỉnh cũ là bay 4 6 thì ngắn hạn cái cơm cái vùng cản dày nó không phải là ở đây đâu mà chính xác là 35 à, cho tới 35.5 nên nếu anh chị nào mà cầm thì có thể chờ cái vùng kháng cự phía trên này đi chốt cũng được à, đối với lại cái cơm nè à, ti ban thì ngày hôm nay cũng xanh à, hầu như cổ phiếu ngân hàng là ngày hôm nay cũng tăng giá khá là tốt nhưng mà ti ban đã bắt đầu chạm cản trên rồi quanh 19 cản này rất là dày nha nên nếu chị nào mà có hàng thì có thể canh chốt ngắn luôn cũng được quanh giá tầm 18.8 19 á nếu mà có về là cạn đó thì canh chốt ngắn được rồi à, vì ban thì bị chốt bắt đầu bị chốt nhiều đầu tiên chị nào mà đang cầm hàng thì cũng không cần quá lo đâu à, khả năng gì chốt đầu tiên này có thể đưa chị cổ phiếu về lại cái vùng khoảng tầm 66 67 à, nhưng mà tại sau khả năng nó cũng sẽ có nỗ lực để nó quay về nó test là 90 thôi nên nếu chị nào mà đang cầm về công ban thì mình cầm tiếp cho em ha với cổ phiếu này VIP qua đây là cảnh khá là dày nên nếu mà đầu cơ thì có thể canh chốt ngắn được lên quanh đây một phần rồi đó với lại VIP à, còn phần sau thì có thể canh hoặc là canh chốt ngắn ra sau đó chờ những cái nhịp chốt xuống mình canh mua lại cũng được à, đó với lại VIP qua đây cảnh khá là dày ha à, VBank thì cũng đang tăng lên tính từ vùng đáy lên thì nó cũng tăng tương đối là tốt nhưng mà nếu mà so với lại những ngân hàng khác thì nó tăng chậm hơn À, một phần là bởi vì cái lượng cung đeo bám của VBank nó nhiều nó cũng giống giống kiểu con Exim Bank ấy. là bởi vì nó có nhiều thông tin quá và những thông tin đó hầu như sẽ khiến cho nhà tư cá nhân người ta FOMO người ta mua lên ở những cái vùng giá cao à, nên cái lượng cung đeo bám nó nhiều hơn thì tạm thời nếu chị nào mà cầm VBank thì anh chị follow cho em cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá 19 đó mình kéo chặn lên 19 đó, thì bây giờ nếu mà giá quay về dưới 19 thì mình canh mình đảo ra còn cứ giữ trên 19 thì mình cầm tiếp và mình cứ nâng dần chặn lại lên à, để bảo toàn cái lợi nhuận ha rồi đó là với một vài những cổ phiếu ngân hàng à, để chúng ta nắm À, tiếp theo là mình nói về bất động sản bất động sản thì uh, ngày hôm nay đa phần gặp cáp được chốt lời thôi nhìn chứ bất động sản chúng ta sẽ nhìn vào nova này à, bdr này cũng như là dg dsg Như nova hiện tại chị thấy là nó vẫn đang có sướng quay về lại cái vùng hỗ trợ bên dưới này khoảng tầm giá 16 15.8 đến 16 lên quanh cái gáp 15.8 16 này vẫn sẽ là hỗ trợ khá là dày của Nova nên nếu chị mà đang có hàng thì nên kéo chặn lại lên quanh cái vùng này tức là nếu mất cái vùng này thì chúng ta sẽ canh đảo ra tức là chỉ cần mà Nova lắp là cái gáp mở ra quanh khoảng tầm 15 15.6 thôi đó, thì cái xác suất mà Nova nó giảm tiếp là rất là cao À, nên cái vùng hỗ trợ này sẽ là vùng hỗ trợ chốt chặn của nó thì nó buộc phải giữ được giống như cái nhịp trước đó khi mà nó rơi về nó chốt từ 18 x về lại giá 16 16, 16 á à, về cái vùng 16 về cái vùng gáp thì nó cũng đã có lượng cầu tham gia giúp cho nó bật lại giai đoạn sau thì giai đoạn này cũng vậy khi mà nó bị chốt ngược về đây thì nó cũng nên có cái lượng cầu tham gia lên quanh đó để hấp tụ lại cái lượng cung bán ra tránh cái trường hợp là nó phủ nhận lại cái lượng cầu lên quanh đây Ê, một khi mà nó phủ nhận cái lượng cầu lên đây thì cả anh em nghĩ đoạn sau nó sẽ về lại 13 14 thôi tới với lại Nova ha rồi BDR, BDR thì hiện tại vẫn đang nhằn co xe quay trong cái pin là 26 cho tới pin cho là 29. đó anh chị nhớ em trước lúc mà BDR 26 em một kêu mua rất là mạnh đúng không? Anh chị còn nhớ đúng không? Lúc mà thị trường đang xe quay á, lúc mà BDR 26 em kêu mua rất là mạnh thì đằng sau đó cũng lên được gần 29. Thế là nhìn chung thì những ông này đang xe quay thôi thì cứ bám bi mà đánh thôi. Như nãy em vừa nói xong, những ông nào đang xe quay thì cứ theo plan xe quay mà làm chứ đừng có làm khó, đừng có đi uh, đi những cái đường khó quá. hay có đường dễ thì mình cứ đi. Còn khi nào mà những ông nào đã vượt thoát pin trên rồi, vượt qua khỏi cái vùng cân bằng phía trên rồi thì khi đó mình không có điểm tựa nào hết á thì có thể là mình sẽ theo cái chiến lược khác. Và như em nói rồi, với, đối với lại như ông như ngân hàng bây giờ đi thì chiến lược của mình vẫn là gì phải follow cái nhịp chốt đầu tiên của nó. Đấy, khi nào mà xuất hiện những cái nhịp chó đầu tiên đó thì mình cam mình tham gia được bình thường à, còn hiện tại thì cứ tự, tin mình nắm giữ tiếp khi mà những cổ phiếu nó vẫn đang ở trong cái momentum đang ở trong cái đà đi lên của nó thì cái lượng cầu đứng dưới cũng trực chờ tham gia chờ nó bị chỉnh xuống mà nên thường lúc những cổ phiếu đó thì nó sẽ khó chỉnh sâu được là bởi vì cái lượng cầu đứng ngoài nó nhiều rồi hai ca thì đang quay về test là cái hỗ trợ dưới ca nếu mà có giá tầm 29.8 độ xuống nè lên loan đây nè 295 295 độ xuống về cái vùng hỗ trợ dưới này 285 thì canh tham gia được à, theo cái vùng hỗ trợ là tốt khá là khỏe đối với lại Kadak nên chị nào mà đang cầm Kadak thì mình chú ý ha rồi à, đối với lại KBC KBC cũng hai biên KBC biên dưới là 30 biên trên là 33 KBC hiện tại vẫn theo cái plan trading đó thôi nên trước nếu mà canh mua lên quanh giá 30 thì cái giá cao nhất nó chạm về là 32.8 uh, 32, là xét 33 tức là nó vẫn theo cái trading nó vẫn theo cái biên trading range của nó à, và đối với KBC thì nó yếu hơn một xíu so với lại mà bằng chung trong nhóm khu nghiệp như IDC ha nhưng mà nhìn chúng nó vẫn gọi là 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 là, là cổ phiếu leader nên về vận động của nó thì chúng ta có thể là follow cái 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 biên độ này à, để mình trade ha đây Nam Long vậy Nam Long hiện tại cũng đang tìm về biên dưới đây biên dưới Nam Long là quanh 35 lăm à, biên trên Nam Long là quanh khoảng tầm giá 38 395 đấy thì anh chị nào mà thấy hầu hết những cổ phiếu nó đều có vận động tương tự như vậy thôi thì mình cứ bám theo cái okay, cái 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 plan đó cái chiến lược đó mà mình làm à, đối với các cổ phiếu bất động sản bất động sản này đang gặp vấn đề là đang vẫn đang trong hai biên chưa có dẫn dắt chưa có vượt thoát được cái biên độ cân bằng của nó thép cũng vậy chứng khoán cũng vậy ví dụ chứng khoán hiện tại à, vận động chung của PCI này không cũng đang trong hai biên dành coi trong hai biên nè SI cũng vậy SI thì vẫn chưa vượt hẳn lên trên được 34 để mặc dù SI nó khỏe nha nó khỏe nó neo ở 34 lâu ấy nên nó hấp thụ cái lượng cung ở đây khá là tốt nè à, nhưng mà rõ ràng nó vẫn đang nằm trong cái biên độ cân bằng của nó là 30.5 cho tới 34 à, rồi VND à, VND thì nó đang lình xình lên quanh cái mức 32 đây 22, 22, nó vẫn chưa vượt hẳn lên trên 22 được mà thậm chí bây giờ đang lình xình quanh dưới 22. Đấy thì cái bốc 22 và là cái bốc mà em nghĩ là thôi là em nghĩ là trong chứng khoán thì con đi đang gặp khó là bởi vì người ta quan ngại về câu chuyện là nó liên quan tới Trung Nam à, và nếu Trung Nam có vấn đề thì nó sẽ bị ảnh hưởng theo. À, còn lại thì những ông nào mà những ông chứng khoán nào mà không có gọi là doanh nghiệp sân sau thì những ông đó em nghĩ là sẽ tốt. À, ví dụ như là bản việc là VCI được nè. À, rồi à, SI cũng được, HCM cũng được, Nhưng ông đó đa phần là không có doanh nghiệp sân sau thì nó sẽ tích cực. À, còn đối với nhau mà có doanh nghiệp sân sao và phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp sân sao về vốn về huy động vốn ấy, thì cái rủi ro sẽ cao hơn nhiều cái SHS thì có SHB đúng không à, rồi VND thì có là Trung Nam à, rồi một vài doanh nghiệp khác à, nó có cái bách ở phía sau ấy. thì nếu mà tham gia nhiều những cổ phiếu đó thì cái độ rủi ro nó cũng sẽ đi kèm là bởi vì à, dữ liệu vừa rồi thì nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo à, cái à, những cái sự kiện à, điều tra rồi những cái sự kiện thanh tra vân. ví dụ như đối với lại Trung Nam thì họ bị ảnh hưởng bởi thanh tra à, Uh, giá điện của bộ công thương evn à, Nên nó, khiến cho nhiều cái dự án điện nó bị trì trệ rồi nó cũng có rủi ro với liên quan tới pháp lý vân rất là nhiều những vấn đề khác rồi ha, tiếp theo là mình nói về chứng khoán thì mình có hcm này hcm thì khả năng vẫn đang nỗ lực để nó quay về đỉnh cũ lần nữa này. Đấy cái mũi tên này em vẫn giữ ở đây đúng không anh chị không em có nói là hcm nó sẽ nỗ lực để nó quay lại test là đỉnh cũ phía trên này quanh 25.4 lần nữa à, nhưng mà khi đó nó cũng sẽ chưa qua được liền mà nó sẽ gặp cáp được chút tiếp và cần đi ngang xe quay ở đây một đoạn À, rồi đó với lại bản vi thì mình nói rồi cũng là hai biên thôi thì cứ bấm hai biên thôi Hay có con viết thì nhiều anh chị nhau thì cá nhân quan tâm này thì đã viết nó đang đi theo với ghét anh chị nào mà nhớ đúng không anh chị nào mà xem kênh của em nhiều em có nói là ghét đi ngang như này sẽ rớt tiếp đúng không ngày hôm nay rớt tiếp ba phần trăm ba phần trăm hơn Đấy, thì đó là cách để chúng ta tránh mua ở những cái nền như thế này bởi vì mình biết được cái kiểu mà nó rơi đó sau khi nó rớt rồi nó đi ngang á thì cái xác suất mà nó rớt tiếp rất là cao À, cái việc đi ngang là bản chất ở đã cho thấy rằng cầu nó không đủ sức để để cân là cái lượng cung bán ra ở phía trên rồi nên nó mới đi ngang chứ nếu mà nó khỏe thì quanh cái vùng hỗ trợ nó đã, nó đã bật lên rồi à, còn nếu mà nó gọi là nó chưa thực sự khỏe à, tức là khi mà có lượng cầu anh đây nè họ tham gia này khi nó ở nền này thì nó rướng lên không có được thì luôn có được lượng cung bán chặn ở phía trên Đấy, nên sau đó thì thấy là bị bán ngược xuống đó thì đó mới là ghét cũng vậy thì nó ảnh hưởng lên viết là bởi vì nó là hệ sinh thái cùng với nhau cái lúc mà con ghét bị bán á con biết nó cũng bị bán nhưng mà sau đó con biết nó hấp thụ lại cung là bởi vì nó không có anh liên quan quá nhiều à, nhưng mà rõ ràng cái việc mà nếu mà ghét giảm tiếp á, ở trong những phiên tới á, thì chắc chắn nó có sẽ ảnh hưởng lên biết là bởi vì cái ảnh hưởng về mặt tâm lý của nhà từ cá nhân người ta sẽ ngại tham gia hơn đối với lại biết rất là nhiều à, rồi ha đó là về chứng khoán nè tiếp theo là mình sẽ nói về uh, chứng khoán đoạn này thì cứ follow tự doanh thôi cái danh mục tự doanh của ông nào ok thì mình cứ follow như ông đó À, nhìn chung thì đoạn này đa phần nếu anh chị nào đang cầm nhóm chứng khoán thì uh, trong đợi vào kết quả kinh doanh quý 4 nhiều hơn à, trong đợi vào kết quả kinh doanh quý 4 nhiều hơn là bởi vì cái thông tin KRS thì đã qua rồi nói chung là nó muốn mất đi cái 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 gọi là cái lượng hiệu ứng thông tin cái hiệu ứng cầu theo cái thông tin đó rồi và nó phải chờ sang năm sau ấy khi nào mà nó có thông tin chính thức về cái việc vận hành KRS thì cái đó cái lượng tiền nó lại đổ vào à, cái lượng tiền mới lại đổ vào rồi thép thép thì chị chú ý với em thôi nhưng ông hoa sen thì vẫn là hai biên hoa sen mua bữa này chị ưu tiên cho em có giá dưới 21 thôi à, dưới 21 triệu thì mua mới còn hiện tại thì vẫn khó là bị lưng chân nhưng mà nó vẫn là xoay quay hợp phát thì dưới 27 hợp phát thì hiện tại cũng sát sát rồi à, nếu mà có giá dưới 27 thì nó về tiệm cận cái biên dưới là 26.5 thì mình các mình tham gia được bình thường cái vùng hỗ trợ dưới đó khá là tốt rồi Nam Kim Nam Kim thì hiện tại đang về sát cái hỗ trợ dưới này nhưng mà chú ý cho em cái hỗ trợ đẹp mua mua đẹp á của Nam Kim đó là quanh khoảng tầm 22.5 À, 2.5 22 rồi đó là với ngành thép ha. thép thì đang bị ảnh hưởng tiếp tục bởi cái giá thép giảm thôi thì em nghĩ là khả năng nó cũng sẽ bị bán tiếp à, và nó nên có một cái nhịp cao trào và khi đó có thể canh để tham gia được đối với lại thép à rồi cuối cùng là về dầu khí dầu khí thì à, ngày hôm nay có giá dầu tăng ngày hôm qua giá dầu tăng lên khá là tốt thì bbd bps nó có tăng được đầu ngày nhưng mà cuối ngày nó cũng bị chút rồi thì em đánh giá là trong ngắn hạn thì anh chị vẫn lưu ý giùm em là đối với ngành dầu đó, thì em nghĩ là cái thật ra thì giá dầu nó cũng sẽ tăng giảm biến động nhưng mà cá em đánh giá thì nó có cái rủi ro nhất định về cái việc là sẽ điều chỉnh sâu hơn là bởi vì đoạn vừa rồi cái động lực của giá dầu nó bị kém đi nên đó là lý do vì sao mình mới nói với anh chị nếu mà tham gia đoạn này dầu khí á thì nếu mà tham gia thì chỉ ưu tiên tham gia những cái ông như là BVD, BVS á, thì nhóm này nó có thông tin lô B hỗ trợ về động lực cầu còn đối với lại BVT cũng được là về vận tải thì nó có cái thông tin của nhóm vận tải nó hưởng lợi à, cũng như là những cái sự kiện liên quan tới ngành vận tải nó được hưởng lợi còn đối với lại cái uh, những cổ phiếu như là BSR thì em nghĩ là cũng sẽ hạn chế tham gia À, tại vì những cái ông mà nó có sự biến động chung với giá dầu quá nhiều thì cái độ rủi ro cũng sẽ cao hơn nếu mà giá dầu nó giảm sâu ha. À, rồi thì đó là với diễn biến của thị trường hiện tại cũng như là những cái lưu ý của em mà chúng ta cần lưu ý sau cái phiên ngày hôm nay. À, nhìn chung thì phiên ngày hôm nay là một phiên mà hầu như thị trường nhiều cổ phiếu giảm và nó khiến danh mục của mọi người bị giảm. À, thì mọi người cũng lưu ý nếu mà đoạn rồi chúng ta tham gia anh chỉ có nhớ là có cái danh mục của em mà giai đoạn đầu 2024 ấy, em có đưa cái list ra. À, chúng ta nói về những cái nhóm ngành như là ngành nhựa này ngành bán lẻ này rồi ngành bất động sản này à rồi những cổ phiếu như là thủy sản này vhc này rồi công thương này đúng không dg world này à, thì còn một vài cổ phiếu trong cái list đó chúng ta có thể canh tham gia nếu mà nó có cái vùng giá vốn tốt à tức là nó bị bắt nó điều chỉnh tương về những cái vùng hỗ trợ tốt thì mình cảm thể tham gia được bình thường ha à, đối với lại thị trường ở trong những phiên tới Đấy rồi ha đó là với diễn biến của thị trường hiện tại cũng như là một vài cái lưu ý của em à thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em anh chị này hiện tại đang xem video của em đừng quên là bấm like video À, like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất à, về video của em hàng ngày. À, ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại này. À, thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đông khách hàng tại VBS có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tham gia vào room khách hàng của em tư vấn về điểm mua, điểm bán, danh mục đầu tư v.v. À, à, và nếu anh chị đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cái ID người quản lý xem hỗ trợ ha. còn chưa có tài khoản thì mình mở online 100%. Ở phía trên phòng mô tả video em có để cái đường link nhóm cộng đồng Anh chị có thể nhấn vào cái đường link này Để đăng ký tham gia với đường cộng đồng theo đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong đường cộng đồng ha Rồi thì cảm ơn chị rất nhiều Vì đã luôn dành thời gian để theo dõi Cũng như là ủng hộ kênh của em à, Xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp Chúc anh chị luôn vui vẻ và đầu tư thành công Và có cái buổi tối tốt lành Tạm biệt mọi người